Tuần trang mật của Quang Hải và Chu Thanh Huyền khóa môi dưới pháo hoa, nàng WAG lộ rõ bụng bầu vượt mặt. Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền liên tục cập nhật những hình ảnh trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng Quang Hải sau đám cưới. Trong khung cảnh pháo hoa rực rỡ, Chu Thanh Huyền tình tứ tựa vào vai chồng ngắm cảnh đẹp, hạnh phúc tràn đầy. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi không ngại khoe hình ảnh khóa môi mọi nơi, từ thang máy tới trong phòng riêng, ngoài vườn đến lên bar, trước sự chứng kiến của bạn bè người thân. Quang Hải và Chu Thanh Huyền đang tận hưởng tuần trăng mật bên nhau, phát đường cho dân mạng mọi lúc. Quang Hải và bà xã tình bể tình trong chuyến du lịch đầu tiên sau đám cưới linh đình. Cũng trong chuyến đi, bà xã Quang Hải lộ rõ bụng bầu vượt mặt, trong chiếc áo phông rộng rãi, bụng bầu của Chu Thanh Huyền nhô ra khá lớn, thời gian mang thai chắc chắn đã hơn 3 tháng. Khi cùng chồng đi massage, mẹ bầu Chu Thanh Huyền để lộ những thay đổi rõ rệt khi mang thai con đầu lòng.